Morning and welcome to my judge. Well, I think it's a judge. I'm not sure, but it's on a hill and it looks church-like. So I'm guessing it was a church. Didn't see any crosses yet, but anyway, this is a view. In the morning, as you know, at 5 a.m. government radio wake me up. I tried to sleep in, man, but I really didn't get enough sleep, man. Anyway, so it was all right. It's a good location. This town is called Duck Glay. I didn't think it was gonna be this big. It's actually pretty big. I'll show you around a bit. Show you around. It's awesome. Check this out. Go. Photo. Em chụp hình vào nha. Đó, ok. Đây. Chụp hình đây. Chụp mỗi rò thật. Ok. Yeah. Đây. Cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Ok. Quê ở đây. Quê ở đây. Dạ. Ở Đắk Lây. Đắk Lây. Đắk Lây. Ờ, dạ. Anh có dự định đi Đà Nẵng mà. Đà Nẵng. Đang đi Đà Nẵng. Dạ, dạ. Trên đường đi Đà Nẵng. Đi Đà Nẵng 100 cây không? Hơn. Hơn. Hơn 100 cây. I don't have any water. I finished it all last night and I'm really thirsty. I did a bunch of exercise. I did have a coffee though, but I'm really thirsty, man. That's the main reason I really wanted to come down here. And these guys just offered me a bottle of water, I guess, which is awesome. I really need it. It's not too hard, man. You know, when I went up there, I really thought I could not get down, but I made it. It was awesome. Yeah. Tối hôm qua anh ngủ đây. Hả? Anh ngủ đây luôn. Ngủ ở đó, bên đó, nhà kia. Oh, cảm ơn, em. Thank you. Em một chai thôi anh. Ba chai, em mua cho anh ba chai luôn. Không cho bạn của anh. Không, bạn em muốn nước ngọt. Mua cho anh ạ. Mua cho anh này. Dạ. Thúp đỡ anh đi chăng đấy xuống. Thử bị đất về. Bị đất hốt rồi. Oh, cảm ơn em, thank you so much. Khát anh có đói không? Anh có đói không? Chưa đói. Ăn của chân rồi, Dạ. Yeah. Anh còn 5 chai nước mà hết nước rồi. Yeah. Bởi vì nấu cơm, buổi tối nấu cơm. Buổi sáng ăn rong nha. Sáng kia ở vui. Dân hết, nước. Cảm ơn em nha. Thank you. Number one. Yeah. Đường tốc độ cao ở đây hả? Đường Hồ Chí Minh á. Quốc lộ đó một. Đường Hồ Chí Minh. Yeah. Bà cô.
Yeah. Dạ. Bác Hồ. Bác Hồ. Hồ Chí Minh đó. Dạ. Ở cảm ơn nhá. Dạ, chúc anh may mắn nha. Dạ dạ. Bye bye. Bye bye. See you. See you. Cisco. Bye bye. I love you Nam Phi. Yeah, I love you Vietnam. Yeah. Okay, number Oyo one. Nam Phi. Yeah. Yeah. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Quần nước không cô? Cô học tiếng Việt Nam giỏi cho em. Rồi, cảm ơn. Đây, đây. Cô xin em nha. Dạ cô. Cảm ơn em nha. Ok chị. Chúc sức khỏe nhé. Bye bye. Cảm ơn. Tâm cho mát hả anh? Tâm cho mát, cho mát. À. Khi nào ăn heo này ăn được chưa? Được rồi chứ. Được rồi. À. Ở dạ. Ngon không? Ngon. Ngon. Ok. Quay. Ăn không? Rồi cho ăn, ok. Yeah. Đây là máy quay. Đi ở Việt Nam quay phiêu lưu. À, quay vào này. Quay vào này luôn. Ôi giời. Đây, bà này là người Việt Nam. Lấy cái bộ lấy quay cái lớp xuống Ngọc ơi. Ờ, cảm ơn anh. Thank you. Xin chào. Hello. Hello. Xe đẹp quá. Đi nhà của anh. Nhà của em. À, đi chơi một tiêu. Ừ. À. Có cái đàn không? Có. Cho em đón. Ok. Sao không đi? Đấy. Ok. Ở đây hả? Dạ. 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 He said come to my house and play me a song. That's what he said. So. Chào chú. Yeah. Xin chào. Chào chào. Ok. Oh. Chào con. Hello. Xin chào. Dạ. Yeah. Hello anh. Chào buổi buổi trưa. Bull. Là bull đấy, là bull là say rồi đấy, say chưa? Say rồi. Say rồi đấy. Say rồi.
Hello baby. Hello. Em lâu giờ. Cảm ơn. Thank you. Em là người Nam Phi. Nam Phi. Ồ, nước Nam Phi. Nước Nam Phi. Sao nói tiếng Anh giỏi, nói tiếng Việt giỏi thế? Ở đây lâu rồi anh. À, lâu rồi hả? Hơn 3 năm rồi ở Việt Nam. Đúng rồi, và tất cả nhưng mà anh em bên nước ngoài hay là ở đây cũng vui lắm. Hai thường đi ngang qua đây này cũng vui lắm. Vì khi gặp hello. Ok, lăng này vui lắm, người thân thiện quá. Đi xe này lúc nào là hay là đó xe này, đây xe của em đây. Xe Dream đây. Xe Trung Quốc. Trung Quốc. Mà em thích xe này quá. Đây là xe gì? Xe coupe hả? Xăng đây hả? Xăng đây. Xăng đây. Ý là ăn có được uống rượu không? Số có ăn phạt có được uống không? Uống một ly được không? Không, anh bây giờ đi xa. À đi xa đúng rồi, đi đường xa. Cho em đặt một cái đàn với. Em biết đàn hả? Ok. Đã có lúc thương đêm bên nhau mãi mãi là bao lâu mà cũng sao vừa giữa những nhau có xa ta đã có lúc anh từng nghĩ bao nhiêu buồn phiền cho dòng suối má qua khúc ấy đây gió hay lắm ai nghe núi hướng về nơi đây trời cao nguyên đêm sao lấp lánh xoay mặt đẹp thơ sáng ngời và thập thoáng tia dáng nhà sàn thứ gian lung linh con thong dài vì vua dễ vui đã như vì con đi đời trong vòng tay cùng hòa lời ca đàn chim cao nguyên nói từng ca cho trời cao bay trong ngõ trong nắng chiều ngọn lao bia nơi đó bao năm từng vượt ngàn bóng ba bão giông bay lâu từ nguyện ước phương xa tình anh em dạ mẹ hello xin chào mọi người. Nhìn xin gửi tất cả quý một ca khúc được bằng tên đi khám phá là đây đến xuống đây là đi khám phá à? Khám phá ở đến Việt Nam để du lịch để phiêu lưu để ngủ ở ngoài gò leo đây không sợ người ta đắt mình à? Không anh đánh đánh ho luôn không sợ. Tên anh là gì? Tên đắt Đẹp. Ở đây nói tiếng gì? Ở đây là tiếng rừng ngao. Tiếng rừng ngao. Rừng ngao. Rừng ngao. Rừng ngao. Bana khác, xì đăng khác. Rừng ngao khác. Nhiều tiếng lắm. Bana khác, rừng ngao. Rừng ngao khác. Em gặp dân đâu Bana rồi. Bana. Là... Đây là nói là xe. À xe. À cô là ở đây là xe. Xe. Dân đông nào ở đây? Ở đây tinh đồ ăn này. Rồ ngao. Dân đông Rồ ngao. Đây là nói là trung là tạ yr. Trung là tạ yr. Tạ yr. Đúng rồi. Tạ yr là của trung. Bên kia là nó không biết nói chuối là pret. Pret. Tạ yr. Trung. Đây là ốp này. Đốt này là hạt. Nhiều quá ăn em sẽ quên hết. Khó lắm. Đây là nơi rượu là rồ. 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 Nếu rượu kê là nhạc xiêm. Nhạc xiêm.
Được cân này. Bằng đây này này, đây là Rosium. Rosium. Ra Việt Nam nữa. Chắc là 5 năm hay là 15 năm nữa. Cứ nhớ cái đường đây. Quên mà là bây giờ. Nông này cơ nguyên nè. Quên làm sao lóc lại. Xói mặt nẹp thơ giang ơi. Bao thập thoáng tia sáng nhà xa. Đâu đó, sáng lưu lên. Bye bye baby. Bye bye chú. Chào mọi người. Bye bye em. Nice to meet you. Đây trong vòng tay cùng hoa lời. Anh ơi. Cùng hoa lời ca. Cao mai trăng ngất sáng như cánh hoa bi vu một xa đường trong nắng chiều có làm nhớ nơi đã bao năm vượt ngàn bóng ba bão giông bay lâu đường nguyện ước phương xa trời cao nguyện đêm sao lấp lánh soi mặt đẹp thơ xa người bao thập quan tia sáng nhà sáng chiếu sáng lung linh ngọn hồng xoay bi cô reo vui đó những người con về đây trong vòng tay cùng hòa lời ca. So one thing I've noticed is when you drive up into the mountains, all the little towns have it's like a community house here. So if there's something like a celebration, they'll have it here. That may be a school. I think it's a school here. There's a playground here. They normally do it next to the schools. And someone told me only single men can stay overnight. So it's pretty chill. Wow. So I've been driving a long time and I've got some and peanuts, so I just want to chill out here for a minute and maybe have before I keep going. It's nice. It's cool. Ủa đi xa không? Đi xa không? Chăm bò. Mệt hả? Con ngồi ở đây cho mát cô. Cho mát. Đây ghế đây cô. Ngồi ghế đây. Cho bà về nhà luôn. Cho bà ghé đi về nhà luôn. Không cô, con cần thiết.
Còn gần cả ghê này. À. Còn tôi đào rã đây. À, con bây giờ đi hướng Bắc, đi Đà Nẵng, đi Huế, đi Hà Nội. Cô đang ăn gì đây? Ăn trái. Trái. Cá này hả? À, ăn như vậy hả? Ăn hết được không? À. Nhai. À không ngon cô. Chua. Chua quá cô. Chua lắm. Cô ăn hả? Cô ăn. Ừ, mỗi ngày ăn hả? Cho sức khỏe. À. Chua lắm cô. Về lấy nước uống được ngon. Cô mang gì ở đây? Còn dao hả? Dao. Đây là cái gì cô? Mắc. Cái mắc. Cái mắc. 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 Không phải mắc đâu. Mắc. 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 Cái mắc. Cô mang cái mắc. Còn dao. Và ly chai nước. Chai nước. Ăn xoài không cô? Thầy cho cô mang về. Con nhiều quá. Tên cô gì? Hả? Tên gì cô? Tên gì? Tên của cô? Tết. Tết. Cô Tết. Đi. Đi. Tết. Tết. Chưa phải Tết. Tết. Y Tết. Y Tết. Được chắc. Con bò của cô có tên không? Có tên không? Không. Không có. Bao nhiêu cháu? Nhiều. Nhiều hả? Còn năm. Còn năm đứa con. Cháu 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10. Cháu ở chú gồm một đứa. Một là lọt một đứa. Nhiều. Nhiều. Năm đứa con. Năm đứa con. Cháu hơn 10 đứa. Hơn 10. Chào nữa, được. Chào nữa. 10 năm được không? Được 10 năm. Dạ. 10 năm đưa. Nhiều lắm cô. Cô đi hả? Đi về. À ok. Chào cô nhé. Chào. Cần giúp đỡ không cô? Ừ. Giúp đỡ không? Không. À ok. Bye bye nhé. Chào cô nhé. Con Tum ăn. Có vợ chưa? Ờ, chưa có vợ ăn. Đi đường này. Biết nói tiếng Việt không? Có. Thích Việt Nam. Nước nhà nước nào? Nước ở Nam Phi ăn. Ăn từ đâu? Ở lăng đây nè. Đây. Dân tộc Dẻ. Dân tộc Dẻ. Dân tộc Dẻ. Dẻ. Đây là ở đâu ạ? Đắk Lắk, Đắk Rông. Đắk Rông. Đắk Lắk, Đắk Rông, Đắk Lai, Con Tum. Mang đàn luôn hả? Đàn đẹp thật.
băng đan luôn. Nghệ sĩ không? Nghệ sĩ đường phố. Nghệ sĩ đường phố. Đi đi đâu đánh đánh cái đan ngồi cho một chiêu. Năm năm nghìn, mười nghìn. Đủ đủ để xong. Tôi nằm ngủ, tôi nằm ngủ đó hả? Ờ, đi cam chai gò cà leo đây ăn. Ngủ ở đâu cũng được, đây cũng được ăn. Sao sao cũng được. Đi phố lụa rồi vui không? Có ăn vui lắm. Thế đi ở đây do mình có chứa mình không sợ hết phải không? Mình đi đâu làm gì có chứa bảo vệ mình. Dạ. Ờ, có chứa đang bảo vệ. Đúng rồi. Không cần sợ gì. Hết. Thì ăn xuống hai chua cho em nhá. Hai cho em chạy tay chua mang để ăn. Khỏi mù nữa nhá. Cảm ơn anh. Thank you. He just left to get some mangoes for me, which is awesome. It's great. Oh, thank you. Rồi cảm ơn. Cái đại bơ, bắt đại bơ. Chờ bao nhiêu ngày? Có 2-3 ngày nó chín. Ờ, dạ. Đây nó rác là nó. Rồi nhá, đi á nhá. Dạ, chúc đi bên An nhá. Đây, ok. Chị Bằng Phước ăn. Rồi cảm ơn anh. Tên anh là gì? Neil. Anh Niêng. Neil, E-L-N. Neil. Neil, đúng rồi. Đây là tên dân tộc hả? Tên dân tộc dễ đó. Neil. Ở Nam Phi cũng gọi người tên Neil. Nhưng mà đây nhưng mà tên ăn Neil là người Kinh không biết gọi. Người Kinh không biết. Biết. Mà người Nam Phi biết ăn. Biết. Ok. Cảm ơn anh Neil. Chúc vui vẻ nhá. Chúc đồ bên đi bên ăn nhá. Dạ. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn anh. Thank you. Vietnam's great. It's awesome, dude. That guy just gave me a bunch of mangoes, dude. Bunch of mangoes and some avocados. I'm gonna bring it with me. There's a cool breeze. I'm under a tree. It's too hot to drive around. I'm gonna chill here. Chill here for a bit, have a nap. Keep going. Let's do it. Bye bye cô. Bye bye. Chúc vui về nhé. Let's go.
thank you. Chào anh. Welcome. Welcome. Thank you. Nice to meet you. Yes. My name is Bin. 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 Robin. Bin. Yeah. Yeah. And you? Thắng. Thắng. Win. Thắng Win. Nice to meet you. Nice to meet you too. And you will stay in the upstairs. So when your backpack, when your clothes, stuff, you do you want to win it to? Sure. Yeah. 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 Okay. So you pick it up. Okay. Thank you. Hello, baby. Sợ chú. Hay. But then I clean the house. I buy it outside. What do you eat every day? Eggs. What else? You buy it at the market? I buy it in the market and cook every day, yeah. Good boy. Foreigners live here. They eat Vietnamese food every day, so yeah. They get enough of it. They don't like Vietnamese food. So they can't take it anymore. So they think. Yeah, okay. It's skinny. Yeah. But you're still strong. Yeah. I eat eggs every day. That's why you can travel everywhere you want. Yeah. Do you want to take a bath? A shower? Oh, thank you. Bathroom, you can use it whenever you want. Okay, thank you. Spacious. This is gonna be awesome. Free hot shower. Amazing. Nice. Sao lấp lánh đôi mắt đẹp thơ dạng người và một quán tia sáng nhà sáng chiếu sáng lung linh và non xoay đi khu dễ vui. Đã nhớ người con về đây trong vòng tay tung hoa lời ca anh chim cao nguyên ơi thương ca cho trời cao mây trăng ngát san như cánh hoa vi vu một xa dù trong nắng chiều ngò làm giá nơi đã bao năm vượt ngàn. Ông ba báo rằng bay lâu từ nguyện ước phương xa anh chim cao nguyên ơi từ ca cho trời cao mây trăng ngất sân như cánh hoa vi vu một xa dù trong nắng chiều có làm giá nơi đã bao năm vượt ngàn ông ba báo rằng Wow, high five. Oh, yeah. Oh. Tên gì? Thơ. Tên chú là Bin. Tên của chú là Bin. Bin. Chú Bin. Chào chú Bin. Chào. Chú chào con. Rồi quá. Hello baby.
trời cao nguyên đêm sao lấp lánh, soi mặt em thơ sáng ngời và thấp thoáng tia sáng nhà sàn chiếu sáng lung linh ngọn hồng xoay bi vu reo vui. Delicious eggs.